Sáng ngày 16 tháng 4, xã Lý Nhân Long Trọng tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 năm 2022. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Vĩnh Tường lần thứ 6, lãnh đạo phòng văn hóa, thông tin huyện, lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, một số ban, ngành, đoàn thể xã và các vận động viên, trọng tài, lực lượng tham gia diễu hành cùng đông đảo nhân dân địa phương đến xem và cổ vũ. Phát biểu, tặng hoa chúc mừng đại hội đồng chí lê trí thái huyện ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trưởng ban chỉ đạo đại hội thể dục thể thao các cấp huyện vĩnh tường lần thứ sáu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân xã lý nhân đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội nói chung trong lĩnh vực văn hóa thể dục thể thao nói riêng với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc đồng chí mong muốn thông qua đại hội lần này phong trào thể dục thể thao của xã lý nhân sẽ có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ hoạt động thể dục thể thao được tăng cường hơn nữa đáp ứng nhu cầu luyện tập, rèn luyện sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trong xã. Đại hội thể dục thể thao lần thứ 6 xã Lý Nhân thu hút các vận động viên đến từ ba thôn, tranh tài ở năm môn thể thao gồm bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bóng chuyển da nam, bóng chuyển hơi nam nữ. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu sẽ được diễn ra.